Trước khi đi vào video thì mình cần phải trưng cầu ý kiến của các bạn. Mình cần ý kiến của các bạn về những nội dung sau này mà Kiên Phạm nên hướng tới. Có thể là làm nhiều nội dung hơn về tóc này, làm nhiều nội dung hơn về tip and trick trong thời trang này, hay là làm gợi ý phối một số những cái món đồ nào đó nhất định này. Và tất nhiên là mình sẽ cố gắng hết sức có thể để giải quyết những nhu cầu của các bạn, trừ những cái trường hợp nào mà nó quá cụ thể chỉ dành riêng cho các bạn. Kiểu như là anh ơi, anh làm về áo bò dành cho người cao to đen rồi tóc ngắn các thứ thì chắc chắn là mình không thể nào làm được. Nhưng mà nói chung là nếu các bạn có bất kỳ một nhu cầu gì muốn mình làm thì hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Ok, còn như cái title của video này thì hôm nay mình sẽ bàn sâu bàn kỹ về cách sấy tóc. Gần như là những video tạo kiểu từ trước đến giờ mình hướng dẫn các bạn thì đều có sấy tóc cả, nhưng mà video này nó sẽ tập trung hơn là mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ những gì mà các bạn cần biết để master cái công đoạn này. Và trước khi đi vào video thì mình sẽ phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi CL Men Store, một thương hiệu phân phối những sản phẩm grooming hàng đầu cho nam giới tại Việt Nam. Thông tin chi tiết hơn về CL Men Store mình sẽ nói phía sau video. Được rồi, thì trước khi mà nói về cái công đoạn sấy tóc, kỹ thuật sấy tóc hay cái cách tiếp cận để sấy tóc thì chúng ta phải nói đến pre-style. Pre-style thì nó giống như là các bạn chuẩn bị trước khi nấu ăn ấy. Trước khi nấu ăn thì các bạn cần phải chuẩn bị nguyên liệu này, cần phải chuẩn bị gia vị này, rồi các bạn cần phải tẩm ướp này. Thì pre-style nó cũng sẽ tương tự như vậy. Khi mà các bạn vừa xong cái công đoạn tắm gội, khi mà các bạn vừa lau khô đầu xong thì công đoạn tiếp theo đó chính là pre-style. Pre-style thì các bạn có thể sử dụng dưỡng hoặc là những sản phẩm chuyên dụng dành cho pre-style. Thì để hiểu nôm na như thế này nhá, pre-style là để hỗ trợ tạo kiểu. Thì những sản phẩm dưỡng tóc đều có thể hỗ trợ tạo kiểu, nhưng những sản phẩm hỗ trợ tạo kiểu thì chưa chắc đã dưỡng tóc. Lấy ví dụ như thế này, cái con The Original Hair Tonic đây chẳng hạn, đây là cái bản V3 mới nhất mà CL Men Store vừa gửi cho mình xong. Thì khi sử dụng tonic trên tóc, thứ nhất là nó cấp ẩm cho da đầu, nó cấp ẩm cho chân tóc, nhưng thứ hai nữa là nó vừa bảo vệ nhiệt cho tóc khi sấy, và nó cũng vừa là làm tóc có một chút độ đầm để khi các bạn tạo kiểu. Còn đối với Forte Series Thickening Spray thì nó là một cái lớp màng ở trên tóc, thứ nhất là để bảo vệ khỏi nhiệt, thứ hai nữa là để dễ tạo kiểu hơn, tạo cho tóc cảm giác bồng bềnh hơn, nhưng nó không có cái chức năng cấp ẩm cho tóc. Và để lựa chọn pre-styler hợp lý thì các bạn phải phụ thuộc vào cái kiểu tóc các bạn hướng đến là một, và cái thứ hai nữa là tình trạng tóc của các bạn. Nếu mà các bạn yêu cầu một kiểu tóc nó đấy, finish của nó là matte finish, nhìn nó phải khô ráo, texture nó phải tơi tơi ra một chút và cái độ volume phải cao lên một chút thì các bạn không nên sử dụng oil, bởi vì oil hay tonic thì nó sẽ làm tóc trông nó mượt hơn, tóc trông nó kiểu gọi là có độ ẩm hơn. Mà thay vì đấy thì sea salt spray hay là thickening spray như này nó mới hợp lý hơn. Còn nếu tóc của các bạn mà trong tình trạng hơi bị hư tổn, các bạn vừa đi ép vừa đi nhuộm về, thì các bạn lại nên ưu tiên là sử dụng oil, sử dụng tonic để mà pre-style, để mà làm cho tóc của các bạn trông nó khỏe khoắn lại, trông nó không chết nữa. Còn nếu mà tóc bạn dài như mình, các bạn muốn control tóc của bạn tốt hơn thì các bạn nên pre-style bằng những sản phẩm tạo kiểu như thế này luôn. Để mà chọn những sản phẩm tạo kiểu làm pre-styler thì các bạn nên ưu tiên những cái sản phẩm mà có consistency, là cái chất sáp ấy, nó kiểu nhẹ nhàng hơn một chút. Ví dụ như là paste này, ví dụ như là cream này. Những sản phẩm mà nó quá đặc như là những con clay hay là những sản phẩm có lượng wax rất là cao thì thường thường sẽ không tối ưu lắm. Khi mà các bạn sử dụng những sản phẩm nặng đô như vậy để làm pre-styler thì thực sự là nó đi ngược lại so với cái gì mà các bạn mong muốn. Vậy nên cá nhân của mình bây giờ đang sử dụng, khi tóc của mình đang rất dài và tóc của mình buộc được như thế này, thì là mình sử dụng paste. Okay, thì đấy là một cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về pre-styler. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói về máy sấy. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý đó chính là các bạn đừng sử dụng những cái máy sấy mà công suất quá bé. Những cái máy sấy mà các bạn thường thường hay tìm thấy ở trong khách sạn ấy thì tốt nhất là không nên sử dụng nó, vứt nó đi. Và mình rất khuyên các bạn đi tìm những cái máy sấy nào mà có thể chỉnh được độ gió và độ nhiệt. Như vậy thì các bạn sẽ kiểm soát được cái output của máy sấy hơn rất là nhiều. Có một vài cái máy sấy thì công suất của nó khá là tốt, nhưng nếu các bạn giảm gió thì nó cũng dễ giảm nhiệt. Hay là các bạn không có một cái sự điều chỉnh quá là chi tiết về lượng gió và lượng nhiệt thì cá nhân của mình nghĩ nó cũng không là tối ưu. Cái lượng gió thấp và nhiệt cao là cực kỳ phù hợp khi mà các bạn cần một cái sự chính xác tuyệt đối, nhưng mà lượng gió cao và nhiệt thấp thì nó sẽ cực kỳ hợp lý khi mà các bạn sấy những cái chỗ tóc quá là dày nhưng mà nó không có quá là ướt nữa. Còn nhiệt vừa và sấy vừa là cái lúc mà các bạn chưa chắc chắn lắm về kỹ thuật sấy của bản thân, nó sẽ là kiểu happy medium khi mà các bạn chưa biết là bản thân cần phải làm gì lắm. Ok, còn về vấn đề chính này, bây giờ thì mình sẽ phải tháo tóc ra để mà mô tả cho các bạn dễ hơn. Đây, bây giờ tóc của mình bây giờ cực kỳ dày. Một vài những cái kỹ thuật sấy tóc thì mình sẽ nói khi mà chúng ta thực hành, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cái cách tiếp cận khi mà sấy tóc. Trên đầu thì sẽ được chia ra những cái mảng như sau. Thứ nhất là phần nap, là cái phần gáy đằng sau này. Thứ hai là phần crown, là cái phần đỉnh đầu phía trên này. Thứ ba là phần temper, là cái phần trên này này. Thứ tư là phần side, là cái phần ở dưới này này. Thứ năm là phần top, là cái phần ở trên đỉnh này. Phần crown với phần top nó khác nhau nhá. Và thứ sáu, nếu mà các bạn có để, thì sẽ là phần mái, phần bang. Thì đối với kiểu tóc của nam giới truyền thống, đa phần mọi người hay để, thì phần ngắn nhất của tóc đó chính là phần side,
và phần nạp. Và đối với những cái phần tóc ngắn, chúng ta không cần phải quan tâm, hay chí ít thì đấy là cái phần mà các bạn sẽ sấy cuối cùng. Cái phần dài nhất ở trên tóc nam thì đa phần sẽ là phần top, hoặc nếu mà các bạn có để long trim thì nó sẽ là ở phần tempo. Thì có một cái nguyên tắc mà các bạn nên ghi nhớ: phần tóc nào dài nhất là cái phần tóc mà các bạn phải chú ý nhiều nhất, bởi vì nó khó xử lý nhất. Đối với các bạn nào để long trim thì các bạn sẽ phải xử lý ngay cái phần tempo. Đối với các bạn nào chỉ để undercut thì cái phần top này sẽ là cái phần mà các bạn cần quan tâm nhất. Và cái thứ tự sấy vào thì nó quá là hiển nhiên rồi, đúng không? Từ cái phần mà cần phải ưu tiên trước cho đến cái phần mà không cần phải quan tâm. Còn một vấn đề nữa mà cũng quan trọng không kém, đó chính là cái sức mạnh của gió và của nhiệt ở những phần trên tóc. Thì những cái phần tóc nào mà các bạn chỉ cần nó khô, chỉ cần nó vào nếp thôi thì các bạn sẽ sử dụng gió mạnh và nhiệt mạnh. Còn những cái phần tóc nào mà nó cần sự nắn nót một chút, ví dụ như là ở trong cái video curtain mà mình đã bảo đấy, thì làm thế nào để cho cái mái nó hơi cong như thế này, đúng không? Thì cái đấy là cần sự chỉn chu một chút, thì các bạn sẽ sử dụng nhiệt thấp hơn và sử dụng cái lượng gió thấp hơn. Bởi vì nếu mà các bạn sử dụng sai lượng gió và sai lượng nhiệt thì mọi sự chỉnh mảng nó sẽ hiện ra kết quả ngay lập tức. Các bạn sấy sai một phát là các bạn sẽ phải đi xả lại đầu ngay lập tức. Hay là các bạn sấy không đủ nhiệt và những cái chỗ nó quá dày thì các bạn mất cực kỳ nhiều thời gian mà cực kỳ là mỏi. Okay, đấy là toàn bộ những cái lý thuyết mà mình có thể ngồi đây để chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì sẽ đến phần thực hành, mình sẽ cùng sấy với nhau. Vậy nên là hãy đi xả lại tóc, hãy chuẩn bị đồ nghề đi. Let's go. Ok, bây giờ thì mình cũng vừa mới xong cái combo tắm rửa. Thì hiện tại check cho các bạn xem luôn là cái form tóc của mình này. Nó gần như là giống với cái form tóc bob của nữ, hay cũng có thể được gọi là Korean pixie. Ok, thì bước đầu tiên sau khi mà vừa tắm xong thì đó chính là apply tonic. Chính ra cái lọ V3 này mình thấy là màu đậm hơn là so với cái màu V2. Không biết được cái consistency thì nó có vẻ đặc hơn không. Đối với tonic khi mà tóc dài như thế này thì nếu mà các bạn không sử dụng thêm pre-styler thì các bạn nên sử dụng tầm khoảng 3-4 drop. Còn như mình thì mình sẽ sử dụng thêm một pre-styler nữa, cho nên là mình sẽ chỉ sử dụng 2 drop mà thôi. Chính xác ra thì cái tonic mới lần này có cái mùi thơm hơn hay vậy. Nó chỉ có một chút kiểu mùi dầu. Còn tonic bên này, yeah, chắc chắn là trong này đã có hương liệu rồi đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy này, cái chai V3 nó đậm hơn là cái chai V2. Và cái núm ở trên cái chai V3 thì nó có cái phần răng như thế này, để mà dễ mở ra mở vào. Còn cái phần V2 thì nó là trơn. Đối với tóc dài và khó kiểm soát như mình, hiện tại bây giờ thì mình cũng đang hơi ở trong awkward state, gần thoát ra được rồi, nhưng mà nó vẫn đang là ở trong. Cho nên là pre-style mình sẽ sử dụng thêm con này nữa, Forte Series Molding Paste. Con này thì mình đã review được tầm khoảng 2 năm trước rồi sao ấy. Con này thì cực kỳ thần thánh trong cái vấn đề kiểm soát tóc luôn. Thì là pre-style cho nên là mình cũng sẽ chỉ lấy một scoop mà thôi. Một scoop từng này cũng rất là đơn giản thôi, xoa đều lên tay và xoa đều lên tóc. Thì có bạn nói là anh nuôi tóc dài như thế này thì sáp hỏng hết mất. Thì đây, đây cũng là một cách sử dụng sáp. Và chính xác ra thì nếu mà ngày nào mình cần cái sự kiểm soát cực kỳ nhiều trên tóc của mình thì mình vẫn sẽ sử dụng sáp để mà finish luôn, chứ không chỉ là mỗi pre-style. Thì mình hay sử dụng cái con Forte Cream để mình finish. Thì các bạn có thể thấy luôn là chỉ cần có thêm một chút sản phẩm lên trên tóc, cái tóc nó cũng đã dày hơn rất là nhiều, và cảm giác sờ lên tóc thì nó cũng nặng chình chịch hơn hẳn. Thì bước đầu tiên của sấy tóc đó chính là chải và xác định ra kiểu tóc mà các bạn muốn để. Thì giống như bao cái video hướng dẫn tao kiểu trước đấy mình đã làm rồi, ví dụ như side part thì sẽ chải ra phần 7, phần 3 như thế này, đúng không? Modern side part hay là side part rule thì đều chải như vậy. Modern pompadour thì là chải hết ra đằng sau như thế này. Hay là curtain thì cũng chải ra chia 7-3 hoặc là 6-4 kiểu như thế này, xong rồi mới sấy. Thì cái bước chải nó là cái bước định hình ra cái form mà bạn muốn hướng tới. Nó giống như kiểu xây nhà hay làm bất kỳ một cái gì thì các bạn cần phải có bản vẽ, bản phác thảo. Thì đây là cái bản phác thảo của kiểu tóc. Thì cái kiểu tóc lần này mình sấy đơn giản, nó là kiểu tóc curl mà thôi. Như ở đầu video thì mình buộc lên, bây giờ thì mình chỉ sấy không mà mình không buộc nữa. Thì theo cái nguyên tắc mà mình vừa chia sẻ ở đầu video, nếu tóc của các bạn là thuộc vào từ ngắn đến trung bình thì các bạn sẽ phải xử lý hai phần size này đầu tiên, đúng không? Nếu mà các bạn để undercut thì các bạn sẽ xử lý cái phần top này đầu tiên. Còn như mình để tóc rất là dài cho nên mình phải xử lý cái phần gáy đầu tiên. Và vì phần gáy là phần mình chỉ muốn nó khô và nó vào nếp, cho nên là mình sẽ để nhiệt lớn và gió lớn. À quên mất, còn về vấn đề chọn lược ấy thì cá nhân của mình sẽ sử dụng lược tròn. Bởi vì cá nhân mình nghĩ thì lược tròn là cái lược dễ nhất để thực hiện nhiều cái kỹ năng sấy khác nhau. Kỹ năng đầu tiên mà mình muốn nói tới đó chính là kỹ năng ép tóc. Ép tóc thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần sấy tóc đi theo cái đường lược như thế này. Làm như vậy thì cái đường gió nó luôn luôn đi theo đường lược và nó sẽ tạo ra một cái áp lực để mà ép tóc lại. Nếu mà các bạn chỉ để tóc một chỗ như thế này và các bạn chải tóc thì nó không thực sự hiệu quả nếu mà các bạn muốn ép nó vào. Ok, bây giờ là nhiệt lớn và gió lớn.
Bây giờ cái phần crowd trên này của mình nó cũng đã khá là ép sát vào rồi. Bây giờ mình sẽ làm tương tự về hai phần tempo, phần size như thế này. Bởi vì hai cái bên này là dài thứ nhì trên đầu của mình. Cái này thì mình sẽ vẫn để là nhiệt lượng lớn và gió lớn. Ok, bây giờ các bạn có thể thấy là tóc của mình ôm vào đầu hơn rất là nhiều và không bị bung nữa. Nhưng mà các bạn có thể để ý là cái phần tóc này của mình nó cứ luôn luôn bị chỉa ra ngoài. Cái hướng mà mình muốn tóc nó theo đó chính là nó cụp vào như thế này. Vậy nên là tiếp theo mình sẽ có thêm một kỹ thuật sấy nữa, đấy chính là kỹ thuật sấy uốn lên như thế này. Thì cái cách thực hiện cái kỹ thuật này nó rất là đơn giản. Các bạn trải ra một chút, sau đó các bạn dùng lược cuộn nó lại như thế này và kéo nó ra. Như vậy thì tóc của các bạn sẽ cong vào như thế này chứ nó không chỉa ra như này. Các bạn có thể hình dung được đúng không? Thì mình sẽ làm điều này đối với cái gáy. Như các bạn có thể thấy luôn là khi mình kéo cong vào như thế này và mình sấy thì gáy nó sẽ không bị chỉa ra nhiều nữa. Vì cái kỹ thuật này cũng khá là dễ để thực hiện, là mình muốn là kiểu làm nó nhanh ấy. Cho nên là mình cũng sẽ để gió lớn và nhiệt lớn luôn. Ok, thì bây giờ các bạn có thể thấy là cái phần gáy của mình nó bớt bung chỉa hơn hẳn luôn. Và bây giờ nó cụp ra đằng sau. Kiểu như vậy thì làm cho cái phần gáy này nhìn nó gọn gàng hơn. Vấn đề tiếp theo mà mình phải xử lý nữa đó chính là làm điều tương tự với cái phần tempo này. Bởi vì cái phần tempo này cũng khá là dài và mình muốn là nó ôm về phía sau và nó cụp xuống. Cho nên là mình cũng sẽ làm điều tương tự. Mình cũng sẽ vừa sấy và vừa uốn như thế này. Ok, thì cái cách làm như vậy nó cũng vừa giúp chuyển cái hướng tóc từ cong như thế này trở thành cong như thế này. Nhưng cái thứ hai nữa là nó cũng sẽ làm cho tóc có nhiều volume hơn, nhìn tóc nó có vẻ bồng bềnh hơn. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là tóc của mình đã vào được cái form mà mình mong muốn. Và cái phần mái ở trên này thì gần như là nó cũng đã khô cùng mất rồi. Thì cũng như là cái nguyên tắc trước đấy mình nói đúng không? Cái phần nào ngắn nhất trên đầu của các bạn thì gần như là các bạn sẽ không cần quan tâm. Các bạn chỉ cần chải là nó sẽ vào. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉnh đốn hơn một chút ở trên phần top này, làm thế nào để cho nó kiểu giống như là vào nếp hơn một chút. Và mình cũng sẽ chỉnh hai cái phần mái này của mình cho nó kiểu in shape hơn nữa. Thì mình sẽ vẫn tiếp tục sấy, nhưng lần này thì mình sẽ chỉ sấy gió nhẹ và nhiệt nhỏ, bởi vì là mình cần sự chuẩn xác ở trong cái công đoạn này. Ok, đối với cái kiểu tóc này của mình thì như này là đã xong. Mình đã ra được cái kiểu tóc curl, nhưng mà phần size và phần gáy nuôi rất dài. Thì đấy, để mà sấy tạo ra được một cái độ cong tự nhiên, độ ôm tự nhiên thì chúng ta cần những cái chiếc lược tròn như thế này. Nếu mà các bạn chỉ dùng những cái chiếc lược thẳng bình thường thôi thì chắc chắn là sẽ không thể nào đạt được kiểu tóc như này. Chí ít nhất thì cá nhân mình nghĩ rằng các bạn phải đầu tư một cái lược bán nguyệt, còn tốt nhất đối với mình là một chiếc lược tròn như thế này. Mình nghĩ là nếu mà các bạn đã hiểu được cái nguyên tắc và cái cách từng bước xử lý khi sấy tóc như thế nào thì không có một cái kiểu tóc nào có thể làm khó các bạn cả. Từ curl hay là modern side part, modern pompadour rồi short quiff, tất cả những kiểu tóc đấy, mỗi một kiểu tóc thì sẽ có những kỹ thuật khác nhau, mỗi một kiểu tóc thì sẽ có từng bước trình tự khác nhau, nhưng mà nó đều chung một cách tiếp cận và nó đều chung một cái mindset. Khi mà tắm gội xong là cái lúc mà tóc của các bạn đang yếu nhất, là cái lúc mà biểu bì trên da đầu này nó đang mở to nhất, chắc chắn là da đầu các bạn sẽ mất nước. Thì sấy tóc là một cái cách tốt nhất để đưa tóc về một trạng thái bình thường và để giúp biểu bì đóng lại nhanh hơn, để mà tránh mất nước trên da đầu. Cho dù tóc của các bạn ở bất kỳ một cái độ dài nào, hay là các bạn để bất kỳ một cái kiểu tóc nào, thì mình luôn luôn khuyến khích là các bạn sấy tóc sau khi tắm. Tất nhiên là sấy tóc nó tốn thời gian, sấy tóc nó cũng cần phải có pre-style để bảo vệ nhiệt, nhưng toàn bộ những cái bước đấy nó đều giúp cho tóc của các bạn trông khỏe mạnh hơn, nó đều giúp cho các bạn có một kiểu tóc đẹp hơn. Vậy nên nếu mà các bạn muốn bản thân của các bạn đẹp trai, tóc của các bạn phải chỉn chu, phải đỉnh, thì đừng có bao giờ bỏ qua bước sấy tóc. Hy vọng là sau video này các bạn sẽ master được cái công đoạn sấy tóc này. Các bạn hoàn toàn có thể tự tin sấy ra bất kỳ kiểu tóc nào mà các bạn muốn. Ok, và để kết thúc video thì mình sẽ phải một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là CL Men Store. The Original Hair Tonics này, đây là bản V3. Cá nhân của mình thì mình sẽ trải nghiệm thêm một khoảng thời gian nữa và mình sẽ đánh giá cho các bạn. Cái bản V2 cũng đã cực kỳ là tốt rồi. Đây là cái con go-to tonics để mình sản xuất ra những kiểu tóc như này và để làm cho tóc của mình luôn luôn trông cực kỳ khỏe mạnh. Forte Serie Molding Paste, cái concept
sáp mà nó có một cái độ điều khiển tóc cực kỳ bá đạo. Cho đến bây giờ là 2 năm sau khi mình review con này, mình vẫn chưa tìm ra một sản phẩm nào có cái độ control tốt như thế này. Nếu mà các bạn muốn những cái kiểu tóc rủ rủ nhưng mà nó vẫn có một cái độ control cực kỳ tốt, nó vẫn có thể giữ tóc của các bạn vào nếp, thì Forte Series Molding Paste là sự lựa chọn của các bạn. Ngoài ra có một sản phẩm go to mà mình không nhắc đến trong video này, thì đây là Templeton Tonics Việt Nam. Đây là con sản phẩm khi mà mình muốn có một cái độ giữ chắc chắn hơn ở trên tóc, kể cả là mình nuôi tóc dài như thế này hay là tóc của mình ngắn như đợt trước mình để Modern Side Part các thứ kiểu, thì cái con Việt Nam Clay của Templeton Tonics này cũng cực kỳ bá đạo. Thì hai cái hãng grooming mà mình vừa mới giới thiệu kia thì Seal Men Store đều là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Ngoài ra thì Seal Men Store cũng phân phối cực kỳ nhiều những cái sự lựa chọn khác dành cho các bạn, từ gội xả này cho đến pre-style này cho đến finish này cho đến dưỡng này cho đến những sản phẩm chức năng này, tất cả liên quan đến tóc tai dành cho nam giới thì Seal Men Store đều có những sản phẩm mà sẽ cực kỳ là phù hợp với các bạn. Vậy nên là các bạn đừng chần chừ, hãy click vào cái link phía bên dưới, truy cập thẳng website của Seal Men Store, chọn ra những cái sản phẩm mà các bạn thấy ưng ý nhất. Và đừng quên rằng vì Seal Men Store là sponsor độc quyền của Kiên Phạm ở mảng grooming, vậy nên là mình cũng sẽ có những code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chiếu với Kiên Phạm các bạn thấy nhá, link in the description. Ok, nếu mà các bạn có thấy thông tin trên video mình hữu ích, đừng quên drop cho mình một like, đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn nút cái chuông, cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình sẽ để những cái link social media của mình phía dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những kỹ thuật phối đồ, mix and match tầm khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.